Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình BTH Công nghệ, trong giới thiệu các sản phẩm về bộ phát Wi-Fi công nghệ 4G camera. Hôm nay thì mình xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn một sản phẩm rất là nổi mới trên thị trường hiện nay trong thời gian vừa qua, đó là bộ phát Wi-Fi 4G Rio. Đây, trên tay mình đang là cầm chiếc hộp của sản phẩm một bộ phát Wi-Fi 4G Rio hàng của Ấn Độ. Đây, chiếc hộp màu vàng này thiết kế rất là đẹp mắt. Mình có hộp sản phẩm bên trong thì sản phẩm bên trong là bộ phát Wi-Fi Rio 4G hàng của Ấn Độ, các bạn lưu ý nhé. Đây là bộ phát Wi-Fi 4G Rio bọc trong một túi lồng. Thứ hai là một cổng cáp sạc, cổng USB này. Và cuối cùng đó là một pin pin. Đây. Hết rồi. Mình sẽ để hộp và chiếc cổng sạc này sang một bên. Mình sẽ nói qua về bộ phát Wi-Fi 4G Rio. Đây là trên tay mình đang là bộ phát Wi-Fi 4G Rio màu đen hàng của nhà mạng Rio bên Ấn Độ nhé. Đây. Được. Bộ phát Wi-Fi 4G Rio được thiết kế trông rất là đẹp với màn hình cầu chỉ bằng tầm khoảng 3 ngón tay, tròn, cho thiết kế rất là đẹp mắt. Đây. Nhỏ gọn. Bộ phát Wi-Fi 4G Rio này. Đây, trên bộ phát Wi-Fi 4G Rio này thì thứ nhất đó là có khe cổng cắm nguồn USB này. Đây là nút khởi động nguồn. Đây là nút tắt bật wifi này. Chế độ wifi các bạn lưu ý nhé. Nút nguồn tắt bật wifi này. Sau mặt sau này là mặt bóng hiển thị chế độ phát wifi cũng như là các chức năng tắt bật. Đây là mặt sau của bộ phát wifi 4G Rio. Bộ phát wifi 4G Rio này thì tốc độ phát là 150 Mbps trên giây. Pin thì là pin của nó là 3000 mAh. Đây. Pin của nó đây các bạn lưu ý nhé. Đây. Bên trong là pin, pin có hình vuông. Cầm rất là nặng. Pin có bộ phát Wi-Fi 4G Rio này, đây, trên pin cũng có logo của Rio này. Pin thì là pin 3 chân cạnh ngầm này. Thông số của pin này, đây, thông số của pin này các bạn lưu ý nhé. Thông số của pin này là pin của nó là 3000 mAh các bạn lưu ý nhé. Có cả số mã QR này. Pin của nó thì chạy tốc độ trung bình tầm khoảng 10 đến 12 tiếng trên liên tục, và tốc độ chờ nó có thể lên đến tầm khoảng 20 ngày. Máy thì truy cập bộ phát Rio 4G này thì truy cập được từ khoảng từ 8 đến 10 thiết bị truy cập cùng một lúc, phát tốc độ rất là khỏe. Và trên cạnh này thì có thiết hiển thị các đèn báo, các bạn lưu ý nhé. Lát mình sẽ bỏ pin vào mình bấm. Đây là cái cạnh mở để hộp bên trong của sản phẩm Rio 4G. Trông như một chiếc hộp thổi son các bạn nhé. Đây. Hộp thổi son các bạn con gái này. Hộp thổi phấn này. Thổi phấn. Bên trong bên cạnh này là cái chiếc ốp xốp này. Đây. Dành cho giữ pin pin của nó chắc này. Đây, bên trong của nó thì gồm là cầm bộ phát Wi-Fi 4G Rio này. Đây. Đây là khe cắm, khe định tiếp xúc với chân cắm này. Đây là cái nút bên trên này là reset này. Đây, đây là tem phân phối bên mình BTH này. Đây là thông số bộ phát Wi-Fi này. Các bạn lưu ý này. Đây là cái thông số của bộ phát Wi-Fi, đó là bộ phát Wi-Fi 4G Rio RIMR1040 Black, RIMR1040 màu đen nhé. Đây. Đây là cái số serial cũng như là email của tên bộ phát này. Đây là cái tên bộ phát này. Nó là Rio File 203 EE63 này. Và đây là cái mật khẩu truy cập vào cái tên bộ phát Wi-Fi này. Đây, các bạn lưu ý nhé. Mật khẩu của nó là 7TIDC. Các bạn sẽ nhập đúng cái mật khẩu này mà. Tên là mật khẩu này. Còn đây, tầm login này. Đây, các bạn sẽ lưu ý cho mình là cái username để truy cập vào. Bình thường thì các bộ phát khác nó sẽ truy cập là admin. Nhưng mà các bạn lưu ý đây là admin, xong các bạn sẽ ấn là inside phone. Đây. Đây. Admin có thêm cái đuôi này các bạn lưu ý nhé. Nhấn thêm cái đuôi này mới truy cập được vào trong để thay đổi tên cũng như là mật khẩu wifi. Đây, bên dưới này là đây. Bên dưới này là đây các bạn lưu ý này. Đây mình lấy cái chỗ này ra. Thì chúng ta sẽ có lưu ý này. Đây. Đây là nó ghi là SIM này. SIM thì các bạn sẽ nhét sang cạnh bên này. Thì nhớ các bạn sẽ để bên cạnh bên này, các bạn lấy cái khe này ra. Thì bên cạnh đây là có cái SIM này. Đây là khe định để nhớ này. SIM này là SIM micro các bạn lưu ý nhé. SIM micro chúng ta SIM bỏ vào máy điện thoại smartphone ấy. Đấy.
Sau đây thì mình sẽ cùng nó bỏ một chiếc sim vào đây cũng như là lắp pin vào để cùng kiểm tra về phát wifi của bộ phát 4G Rio này cũng như là cấu hình về mật khẩu cũng như là đổi lại cái tên và mật khẩu cho bộ phát 4G Rio 1040 Black này. Thì đầu tiên đây là chiếc sim của mình, sim nhỏ mình dùng sim via mobifone. Đấy, mình sẽ khởi cái ly lấy này ra, mình sẽ nhét cái sim này vào. Sim này nó sẽ như thế này. Đây, sim nó vào lắp mình như thế này các bạn lưu ý nhé. Đây, các bạn bỏ xuống này. Các bạn lắp thẻ nhớ được mà không có lắp thẻ nhớ cũng được. Đây. Thì chúng ta sẽ dùng pin. Chúng ta sẽ lắp pin vào đây. Dùng pin để lắp vào đây và trước tiên dùng pin và lắp vào đây thì các bạn cũng phải lưu ý cho mình đó là chúng ta đã phải nhớ cái mật khẩu này rồi nhé, nhớ cái mật khẩu bộ phát wifi này rồi thì chúng ta mới truy cập được. Sau khi lắp pin vào thì chúng ta không mở ra để mà truy cập vào bộ phát wifi nữa. Thì tên của bộ phát wifi nó là 203 thì mật khẩu của nó sẽ là 7 này TI 7TID này. Đây, 7TDED này. CO này. Đấy. Thì mình sẽ lắp pin vào đây để sau đấy thì sẽ truy cập vào cái mật khẩu này để bắt wifi. Thì sau đấy chúng ta sẽ tiến hành đổi cũng như đổi tên mật khẩu, đổi tên cũng như là mật khẩu cho bộ phát. Đấy. Chúng ta sẽ tiến hành lắp pin vào bộ phát wifi này. Rồi chúng ta sẽ đậy nắp nữa. Các bạn lưu ý nhé. Cái nắp gì ở chỗ lẫy này bao giờ nó cũng là cái chỗ để sạc pin. Đây. Còn nắp nó lại thế này. Đây, các bạn nhấn nút này lên. Nhấn cái nút wifi này. Thì đây, đây là cái đèn báo trạng thái của bộ phát wifi này. Pin này, pin đầy sánh ngắt này. Cột sóng này, wifi này, sánh hết, hiển thị hết. Nghĩa là bây giờ bộ phát đã chạy wifi, chạy ổn định nha các bạn nhé. Đây, cầm rất là nặng tay. Trông nhỏ nhưng mà trông là chắc chắn mà nặng tay. Thiết kế rất là đẹp. Phát wifi 4G Rio RIMR 1040 Black của Ấn Độ. Đây. Thì sau đây mình sẽ tiến hành là test chức năng chạy của nó xem là phát wifi ổn định hay không. Thứ hai là đổi tên của phát wifi.